Chào các bạn, chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải đề kiểm tra giữa học kỳ 2, môn vật lý 12 năm học 2023. Đây là một đề thi chính thức năm trước, giúp cho các em tham khảo trong năm học này. Để chúng ta chuẩn bị tốt cho bài thi giữa học kỳ 2 này nhé. Đề này gồm tất cả 28 câu trắc nghiệm và 4 câu hỏi tự luận. Nào, chúng ta bắt đầu. Câu 1. Trong mạch cho động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kỳ dao động riêng của mạch là T bằng 2 pi căn LC. Chu kỳ T bằng 2 pi căn LC chính là chu kỳ của dao động mạch LC. Chọn câu D. Câu 2. Dao động điện từ là gì? Dao động điện từ nha. Điện từ là dao động có cường độ điện trường trong tụ điện biến thiên không điều hòa. Này là sai này. Là dao động cường độ điện trường trong tụ điện và cuộn cảm. Và cảm ứng từ trong cuộn dây sẽ biến thiên điều hòa. Vậy là câu D đúng không nào? Chọn D. Nghĩa là trong mạch LC nó có cường độ điện trường E sẽ biến thiên ở tụ điện. Còn cảm ứng từ sẽ biến thiên ở cuộn dây. Câu 3. Trong mạch dao động LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Là câu A, năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn. Năng lượng điện từ, mạch LC lý tưởng thì năng lượng điện từ là bằng tổng năng lượng điện trường cộng cho năng lượng từ trường trong mạch phải được bảo toàn. Vậy là câu A đúng đúng không em? A đúng. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi là sai. Nó luôn phiên tăng giảm. Nghĩa là khi năng lượng điện trường tăng lên thì năng lượng từ trường phải giảm xuống và ngược lại. Sao cho tổng năng lượng điện trường và từ trường phải là một hằng số. Năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện là sai. Năng lượng từ trường tập trung ở cuộn dây. Còn năng lượng từ trường, điện trường thì tập trung ở tụ điện. Câu A nhé. Câu 4. Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào sau đây. Sóng điện từ và sóng cơ học. Nó có tính chất là cũng phản xạ, khúc xạ, cũng mang năng lượng. Nó truyền được chân không, truyền được trong chân không là sai. Tại vì sóng cơ không truyền được trong chân không, chỉ có sóng điện từ mới truyền được trong chân không. Câu B. Câu 5. Sóng vô tuyến được sử dụng trong vô tuyến truyền hình là sóng nào? Trong vô tuyến truyền hình là sóng ngắn nha. Này thông tin vũ trụ rồi, sóng ngắn, để em chọn sóng ngắn. Câu 6. Sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến gồm máy là máy phát sóng hay là máy phát thanh đó. Đầu tiên phải có micro. Thứ hai là một cái mạch phát sóng điện từ cao tần. Sau đó qua một cái mạch biến điệu giữa dao động âm tần do micro phát ra nó trộn với mạch phát sóng điện từ cao tần để truyền tín hiệu đi xa qua một cái mạch biến điệu này. Sau đó mạch này khuếch đại lên, khuếch đại cái biên độ âm lên. Sau đó phát ra anten. Vậy là các em chọn A luôn nhé. Nhớ là máy phát sóng nha, nó có là micro này, mạch phát ra sóng cao tầng, mạch biến điệu, mạch khuếch đại và anten phát. Câu 7. Cách mà để các em nhớ được câu 6 mà tốt thì thầy có một cái câu như sau. Mình cao, mình điệu thì đại phát này. Mình cao nha. Mình điệu thì đại phát. Đó, có nghĩa là trong máy phát thanh đó thì gồm có micro đến liên quan tới máy phát sóng cao tần, máy biến điệu, khuếch đại và phát anten. Thầy làm lại câu 7 nha, thầy quên bật máy quay mất. Chọn câu trả lời đúng. Ánh sáng đơn sắc là gì? Thì ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. Các em chọn B ha. Tại vì chúng ta biết rằng chức năng của lăng kính là tán ánh sáng ra, nghĩa là một cái hỗn hợp nhiều ánh sáng lẫn vào nhau thì khi đi qua lăng kính chúng sẽ bị tách ra do chiết xuất của ánh sáng chiết xuất của lăng kính đối với các ánh sáng khác nhau thì khác nhau, do đó nó bị tách ra ha, tách ánh sáng ra. Câu 8, chọn câu đúng. Chiết xuất của một môi trường trong suốt ha, cụ thể là lăng kính đi, đối với các sóng ánh sáng đơn sắc khác nhau là đại lượng khác nhau, do đó bị thay đổi.
Do đó chiết xuất sẽ là nhỏ nhất với ánh sáng đỏ nha, và lớn nhất với ánh sáng tím, các em nhớ nha. Nghĩa là với một chùm ánh sáng trắng chiếu vào lăng kính thì lúc này lăng kính nó sẽ tán ánh sáng ra và biến thiên từ đỏ đến tím, thì tia đỏ bị lệch ít nhất và tia tím lệch nhiều nhất. Từ đó kết luận rằng chiết xuất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là nhỏ nhất và chiết xuất của lăng kính đối với ánh sáng tím là lớn nhất. Chọn câu trả lời đúng trong thí nghiệm giao thoa với khe giăng ánh sáng có bước sóng lambda chẳng hạn. Tại A cách S1 một đoạn D1, cách S2 một đoạn D2 đang có vầng tối. Thì lúc này theo lý thuyết là các em thấy rằng hiệu quang trình, có nghĩa là D2 trừ D1 phải bằng một số bán nghiêng lần bước sóng. Ở đây là một số nghiêng rồi này, còn đây là một số nghiêng lần nửa bước sóng này, không đúng này. Vậy hiệu đường đi nhé, hay là hiệu quang trình bằng một số bán nghiêng lần bước sóng. Công thức này là một bán nghiêng lần bước sóng ha, em chọn đáp án D. Câu 10. Quang phổ vạch phát xạ là gì? Thì quang phổ vạch phát xạ là một quang phổ gồm một hệ thống các vạch màu riêng biệt nằm trên một cái nền tối. Đây là đúng định nghĩa của quang phổ vạch phát xạ rồi ha. Do các rắn lỏng khí bị nung nóng phát ra thì đây là quang phổ liên tục nha các em. Ha. Của mỗi nguyên tố sẽ có một vạch sáng riêng biệt dùng để xác định nhiệt độ của vật nóng sáng là đối với quang phổ liên tục thôi. Vậy là các em chọn câu A nha. 11. Chọn câu trả lời đúng khi nói về máy quang phổ. Câu A, ống chuẩn trực là một bộ phận để tạo ra một cái chùm tia sáng song song. Ống chuẩn trực tạo ra một cái chùm tia sáng song song. Lăng kính có tác dụng tán sắc chùm tia sáng phân kỳ. Bậy rồi ha. Câu A đúng rồi đó các em. Kính ảnh không cho phép thu được các vạch phổ trên một nền tối. Ống chuẩn trực là bộ phận để tạo ra chùm tia sáng không song song. Đó là câu A và câu D này nó có sự mâu thuẫn này. Chắc chắn là câu A đúng rồi đúng không em? Ống chuẩn trực có tác dụng là tạo ra một cái chùm tia sáng song song chiếu qua lăng kính ha. Chiếu qua lăng kính. Và lúc này cái lăng kính này nó có chức năng là tán ánh sáng ra để người ta phân tích thành phần của nguồn sáng. Vậy là chúng ta chọn đáp án A luôn nha. 12. Một cái vật phát ra tia hồng ngoại khi nào? Một cái vật mà phát ra tia hồng ngoại á, thì chắc chắn là nhiệt độ của vật nó sẽ cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh. À, thì nó phát ra tia hồng ngoại. À, bất kỳ nhiệt độ nào thì vật nó cũng có khả năng phát ra tia hồng ngoại cả. À, chứ không phải nhất thiết là phải cao hơn 0 độ K hoặc là nhiệt độ cao hơn 0 độ C. Nghĩa là nó sẽ là cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh. Nó phát ra tia hồng ngoại. Các em chọn D. Câu 13. Bức xạ có bức sóng lambda bằng 0,3 micromet là bức xạ của bức sóng là của cái loại ánh sáng nào? Thì nó thuộc vùng nhìn thấy là sai. Thì vùng nhìn thấy là từ 0,36 đến 0,78 micromet là ánh sáng nhìn thấy. Sẽ nhỏ hơn 0,38 chính là tia tử ngoại ha. Ánh sáng tia ngoại các em chọn đáp án. Còn lớn hơn 0,76 là hồng ngoại. Còn nhỏ hơn nữa thì là tia X ha. 14. Nguồn sáng nào sau đây không phát ra tia tử ngoại? Mặt trời chắc chắn là phát ra tia tử ngoại rồi. Hồ quang điện cũng vậy. Đèn thủy ngân. Đèn thủy ngân thì bên trong đèn thủy ngân nó cấu tạo là nó sẽ là cho một cái nguồn hồ quang đi qua cái hơi thủy ngân. Vì thế nó phát ra ánh sáng. Thì cũng đây cũng là phát ra tử ngoại rồi. Còn cái đèn dây tóc có công suất 1000W thì sẽ không phát ra tia tử ngoại nha. Câu 15. Tia nào sau đây không do các vật bị nung nóng phát ra? Chắc chắn là tia Röntgen rồi, hay còn gọi là tia X ha. Còn lại là các tia này đều do các vật bị nung nóng phát ra. Câu 16. Tia Röntgen có bức sóng lambda. Bức sóng nó sẽ rất là dài hay rất ngắn các em? Chắc chắn là bức sóng phải ngắn. À. Bức sóng tia Röntgen nó phải bằng tia gamma là sai rồi nè. Bức sóng nó phải là ngắn hơn tia tử ngoại nha. Trong thang sóng điện từ thì bức sóng của tia X nó phải ngắn hơn so với tia tử ngoại. Đây. Ngắn hơn.
dài hơn tuổi ngọ là sai rồi, phải ngắn hơn hồng ngọ. Đáng lẽ người ta phải ghi ở đây là bước sống của nó phải ngắn hơn tỳ tuổi ngọ. Thì bước sống ngắn thì năng lượng nó mới lớn ha. Chỗ này phải ghi là ngắn hơn tỳ tuổi ngọ nó hợp lý hơn ha. Câu 17, chọn câu đúng. Một cái mạch dao động có tụ điện C bằng 0,5 microfarad để tần số dao động của mạch bằng 960 Hz thì độ tự cảm là bao nhiêu? Chúng ta viết công thức tính tần số F bằng 1 chia 2 pi căn LC. Từ đây mình sẽ tính cái L ra nha, bình phương lên cho thầy. F bình sẽ bằng 1 chia cho 4 pi bình nhân L nhân C. Từ đó mình dễ dàng rút ra được L sẽ bằng, L sẽ bằng gì các em? Bằng 1 chia cho F bình nhân 4 pi bình C. L sẽ bằng 1 chia cho 4 pi bình nhân F bình nhân C. Rồi, thay vào 4 pi bình nhân cho F bình là nhân cho 960 bình, nhân cho C là bằng 0,5 nhân 14 trừ 6. Không phích không năm, không phích không năm, không phẩy. Vậy là mình sẽ nhân 100 lên thì sẽ 5,49 nhân mũ trừ 2. Câu D nha. Câu 18, trong mạch dao động LC lý tưởng đang có một cái dao động điện từ tự do, điện tích của một cái tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần biến thiên điều hòa theo thời gian. Nhớ là điện tích của một cái bảng tụ điện và cường độ dòng điện nó sẽ biến thiên là cùng pha, cùng tần số ha, cùng tần số là chính xác. Tại vì trong một cái động LC là chúng ta thấy rằng nó sẽ biến thiên theo cùng chu kỳ, nghĩa là cùng tần số với chu kỳ T bằng 2 pi căn LC đó. 19. Khi nói về điện từ trường, phép biểu nào sau đây sai? Nếu tại một nơi nào có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó sẽ xuất hiện một cái điện trường xoáy. Đây là đúng thuyết Maxwell nha. Trong quá trình lan truyền của điện từ trường á thì vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ tại một điểm luôn vuông góc với nhau. Đúng nha. Và nó vuông góc với vectơ V luôn, nghĩa là ba vectơ E, vectơ V và vectơ B nó phải vuông góc với nhau từng đôi một, nó là một tam diện thuận đó. Điện trường và từ trường là hai mặt, là hai mặt thể hiện khác nhau của một trường duy nhất, gọi là điện từ trường. Đúng ha. Câu D, điện từ trường không lan truyền được trong điện môi. Rõ ràng đó là điện từ trường là sóng điện từ rồi, nó có thể truyền được những trong môi trường rắn lỏng khí. Tất nhiên điện môi là một cái môi trường cách điện, thì tất nhiên là không khí nó vẫn truyền được và chân không nó vẫn truyền được, do đó nó vẫn lan truyền được trong điện môi bình thường ha. Điện môi là cái môi trường cách điện ha, không khí hoặc là giấy hoặc là mica, nó tóm lại nó truyền được đi qua hết, không phải như sóng cơ nha. 20, trong sơ đồ của máy phát sóng vô tuyến điện không có mạch nào. Rõ ràng là máy phát sóng, còn máy thu thanh á hay là máy thu sóng thì mới có mạch tách sóng, còn trường hợp là cái máy phát sóng thì không có mạch tách sóng nha, không có mạch tách sóng. Tại vì tại sao trong cái máy máy thu thanh còn phải tách sóng? Tại vì chúng ta cần cái thu cái loại sóng nào, tín hiệu nào, ví dụ tín hiệu VTV3 hay là VOV vân vân, thì chúng ta phải có cái mạch tách sóng trước cái anten thu đó. Anten thu sóng xong mình phải tách sóng ra, nghĩa là tách cái dao động, tách cái sóng sóng ra, sau đó nó mới khích đại tín hiệu lên. À, vậy là nó sẽ là không có mạch á. Nó không có mạch tách sóng, tại mạch tách sóng nằm trong máy thu thanh rồi, thì máy thu sóng rồi.
chứ không phải mặt phải sống. 21, câu trả lời sai. Khi nói về ánh sáng trắng và ánh sáng đường sắt, thì ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đường sắt khác nhau và nó có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím là đúng này. Chiết xuất của chất làm đan kính đối với các ánh sáng đường sắt khác nhau là khác nhau nha, không thể nào giống nhau được. Câu D, câu B. Câu 22, chọn câu trả lời đúng. Khi thực hiện giao thoa ánh sáng với khí dung trong không khí, phản quang là Y. Khi thực hiện giao thoa ánh sáng trong khí dung trong môi trường trong suốt có chiết xuất N lớn hơn 1 thì phản quang là Y phẩy. Nghĩa là một cái trường hợp là thực hiện trong không khí với chiết xuất là 1 và thực hiện trong môi trường có chiết xuất là N lớn hơn 1 thì chúng ta có rằng là bước sóng N phẩy trong môi trường là môi trường có chiết xuất N nó sẽ bằng bước sóng trong không khí chia cho N. Các em lưu ý công thức này nha. Do đó lambda thì được tính bằng lambda thì bằng gì? AI chia D. Do đó lambda nó sẽ tỷ lệ với Y. Do đó mình sẽ suy ra từ công thức là lambda đó các em thì bằng A nhân Y chia cho khoảng chia D. Do đó cái lambda tỷ lệ với Y. À. Hoặc là Y bằng lambda D chia A đó. Thì em thấy rằng lambda và Y tỷ lệ thuận với nhau. Do đó chúng ta có lambda phẩy thì tương ứng với Y phẩy. Sẽ bằng lambda chia, bằng Y nhé. Bằng Y chia N. Vậy là Y phẩy bằng Y chia N nha. Câu B. Câu 23. Tia nào sau đây có tính đâm xuyên mạnh nhất? Tia nào năng lượng lớn nhất thì đâm xuyên mạnh nhất là tia gamma rồi. Nha. Sau đó tính tia X. Sau đó đến tử ngòi và cuối cùng là hồng ngòi. 24. Tác dụng của hệ tán sắt trong máy phân phổ. Các em biết rằng khi mà cái ánh sáng đi qua cái ống chuẩn trực để tạo ra một chùm tia sáng song song á thì qua lăng kính chức năng của nó sẽ phân tích ánh sáng của một chùm sáng song song chiếu đến, nó sẽ tách ra thành những ánh sáng đơn sắc song song ha. Vậy là các em chọn đáp án là câu C, tạo ra một chùm sáng đơn sắc song song. Câu 25. Bức xạ có bức sóng là 1 micromet. 1 micromet là của ánh sáng nào? Thì đầu tiên các em cứ nhớ là từ 0,36 micromet đến 0,78 micromet là ánh sáng nhìn thấy. Vậy bước sóng là nó dài hơn cả ánh sáng nhìn thấy. Vậy nó là hồng ngoại đúng không các em? Hồng ngoại. Còn nhỏ hơn cái ánh sáng nhìn thấy này này, nhỏ hơn 0,36 mới là tử ngoại. Câu 26. TX có bước sóng như thế nào? TX sẽ có bước sóng lambda sẽ là lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại. TX có bước sóng phải ngắn hơn mới đúng ha. Nhưng mà lại lớn hơn bước sóng của tia gamma, tại vì tia gamma năng lượng lớn nhất nên bước sóng nó sẽ là ngắn nhất. Sau đó đến là TX, sau đó mới đến tia tử ngoại nha. Đây là câu C đúng nè. Câu 27. Nhận xét nào dưới đây về tia tử ngoại là không đúng? Tử ngoại không đúng nha. Tia tử ngoại là những bức xạ không nhìn thấy. Đúng. Chỉ có ánh sáng khả kiến này với bức sóng này mình mới thấy được. Có tần số nhỏ hơn tần số ánh sáng tím là sai. Tại vì không đúng mà. Vậy là tần số nó phải lớn hơn ánh sáng nhìn thấy. Tại vì bước sóng nó sẽ là ngắn thì tần số nó phải lớn nha. Tại bước sóng nó ngắn hơn so với ánh sáng nhìn thấy thì cái tần số nó phải là lớn hơn. Thông qua công thức là gì các em? C chia lambda nó bằng F. Do đó là cái C là vận tốc ánh sáng. Cái lambda nó càng lớn thì tần số nó càng, cái lambda nó càng lớn thì tần số nó càng nhỏ ha. Mà tần số là ý nghĩa về năng lượng. Năng lượng của ánh sáng thì bằng HF. Do đó mà cái tần số càng lớn thì năng lượng nó càng lớn. H chính là hàm số Planck, là không đổi đâu. Câu A nha. Câu 28. Tia nào sau đây khó quan sát hiện tượng giao thoa nhất? Tia nào sau đây khó quan sát hiện tượng giao thoa nhất? Thì cái tia nào mà nó có cái bước sóng càng ngắn á, nghĩa là năng lượng nó càng lớn á, thì càng khó gây ra hiện tượng giao thoa lớn, tại vì khả năng của nó đâm xuyên rất cao. Ở đây mình sẽ chọn câu là tia X nha, tia Röntgen á. Nghĩa là bước sóng nó sẽ ngắn nhất trong tất cả cái tia này, thì nó sẽ khó xảy ra hiện tượng giao thoa nhất. Nó khó thôi nha các em.
còn hiển thì hiển nhiên là có thể xảy ra rồi, nhưng mà nó khó xảy ra nhất. Thì ứng với những cái sóng mà có năng lượng lớn, tần số lớn nhưng mà bước sóng lại ngắn. Câu 29. Trong một cái mạch dao động LC lý tưởng có cụm cảm thuần và tụ điện, có điện dung thay đổi ha. Trong mạch nó đang có dao động điện tử tự do khi điện dung của tụ điện là 20 pF. Có cái C nó bằng 20 pF. Thì bằng NOB thì 20 nhân 10 trừ 12 nha. Các em đổi farad. Chu kỳ dao động riêng là T bằng 3 micro giây, là 3 nhân 10 trừ 6 giây. Còn khi điện dung là C này, C1 đi. Điện dung là C2 là 180 pF, nghĩa là bằng 10 trừ 12 farad. Thì chu kỳ riêng T là bằng bao nhiêu? Ở đây bài này là các em chỉ cần lập tỷ số, chúng ta có là ứng với T1 và T2. Thì thầy có T1 là 2 pi căn L nhân C1. T2 2 pi căn L nhân C2. Từ đây thầy sẽ suy ra cái tỷ số là T1 chia T2. Mình lấy cái này mình chia nha. 2 pi căn LC1 chia cho 2 pi căn LC2. Các em rút gọn 2 pi, rút gọn căn L. Do đó trình tự nó còn là căn C1 chia cho căn C2. Bình phương 2 vế lên thì có T1 bình trên T2 bình, nó bằng C1 trên C2. Từ đây các em dễ dàng tìm được cái T2. T2 bằng ngăn chéo bằng C2 nhân T1 bình chia C1. Thay vào C2 là 180, các em không cần đổi đơn vị luôn nha. Chúng ta tính ra cùng đơn vị, do đó mình không cần đổi ha. C thì đỡ là piro, thì ở dưới đây phải là để piro. Còn T để micro giây luôn, là 3 micro giây luôn. Đó mình. Thì T này đó mình giải ra là micro giây. C1 là 20. 180 chia 20 bằng 9, đúng không? 9981. Từ đó suy ra cái T2 sẽ bằng căn 81 sẽ bằng 9 micro giây. Vậy là cái T2 bằng 9 micro giây nha. Thuộc câu 30. Trong thí nghiệm ion về giao thoa ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau một khoảng là A, là khoảng cách giữa hai khe A bằng 1 mm thì bằng 10 trừ 3 mét. Khoảng cách từ hai khe ánh màng là D bằng 1,875 mét. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp thì là D bằng 3,6 mm. Tính bước sóng ánh sáng dùng làm thí nghiệm này. Đây là một trong những thí nghiệm mà chúng ta xác định bước sóng của ánh sáng. Chúng ta dùng công thức nào? Trước tiên là các em thấy rằng D bằng 3,6, nghĩa là 5 vân sáng liên tiếp thì ứng với là 4 khoảng vân. Nha, ví dụ chúng ta trên cái màn giao thoa sóng đó thì mình thấy rằng 2 vân sáng liên tiếp là bằng một khoảng vân y. Vậy là 3 vân sáng liên tiếp là 2 khoảng vân y. Do đó 5 vân sáng liên tiếp thì ứng 4 khoảng vân y. Và chúng ta có D nó bằng 4 lần khoảng vân bằng 3,6 mm. Từ đó thầy rút ra y sẽ bằng 3,6 chia 4 là bằng 0,9 mm. Đó chính là khoảng vân y. Thứ hai là chúng ta biết rằng công thức y bằng lambda d chia a. Từ đây các em dễ dàng rút ra được cái bước sóng ánh sáng. Lambda sẽ bằng a nhân y chia d. A là khoảng cách giữa hai khe, là 10 trừ 3. Em đổi mét nha. Nhân cho y. Y vừa tính xong là 0,9 nhân 10 trừ 3 mét. Đổi mét. Chia d là khoảng cách giữa hai khe ánh màng là 1,875. Các em để lại 10 trừ 6 đi, các em bấm số thôi. 0,9 chia cho 1,875 thì nó ra được 0,48 nhân 10 trừ 6 mét. Thì nó sẽ bằng 0,48 micromet. Đó chính là cái bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe này. Chưa. Tiếp câu 31. Câu 34. Hai mạch dao động điện từ LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do với cường độ
do miền tức thời là Y1, Y2 được biểu diễn như hình vẽ. Tính tổng điện tích của hai tàu điện trong hai mạch ở cùng một thời điểm và có giá trị lớn nhất là bao nhiêu? Nghĩa là mình tính cái Q là điện tích lớn nhất là Q0 ha, bằng bao nhiêu? Tính điện tích Q0 thì đầu tiên á, các em phải tìm được cái biểu tức Y tức thời tổng hợp ha, ngay tại cùng một thời điểm T ha. Giống như là chúng ta có phương trình dao động x1 và x2 là các em biết phương trình dao động tổng hợp vậy. Trước tiên ta xác định biểu thức Y1 bằng Y0. Y1 là Y0 chính là bằng 8 này, nhân cos omega t. Bây giờ mình xác định chu kỳ nha. Đây ở vị trí này. Sau đó lặp lại đến vị trí này. Và từ đây đến đây là các em thấy rằng nó có hai ô mà viết số 1. 1 nhân 10 mũ trừ 3 nha. 1 nhân 10 mũ trừ 3. Vậy chu kỳ T là bằng 1 nhân 10 mũ trừ 3. Từ đó thầy chỉ tính ra được là omega ha, bằng 2B chia T. 2B chia cho cái này là chia cho 10 mũ trừ 3 thì bằng 2000B. 10 mũ trừ 3 đương tử là 10 mũ 3 là 1000 đó, nhân 2 là 2000B. Rồi vậy chỗ này chúng ta sẽ có omega chính là 2000B ha, cos 2000B. Rồi pha ban đầu của nó này, các em để ý này. Lúc thời điểm T bằng 0, vật ở vị trí là bằng 0. Nghĩa là lúc T bằng 0 thì Y bằng 0 và đang chuyển động đi lên theo chiều dương. Do đó là cái phi nó bằng âm B trên 2 cos omega T. Sau đó trừ B trên 2 nha. Mình giống không? Nha. Lúc T bằng 0 là pha ban đầu của nó là bằng âm B trên 2. Tại vì lúc T bằng 0 vật ở vị trí cân bằng và chuyển động theo chiều dương nên pha ban đầu của nó bằng trừ B trên 2. Giống như cái bài liên quan tới chương dao động cơ các em học đó. Phương trình Y2 bằng đây, Y2 đây. Thì rõ ràng chắc chắn Y2 á, Y2 thì nó cũng cùng cái thời gian, cũng cùng chu kỳ thôi. Đây ví dụ như ở đây này, nhô lên. Đến đây cũng nhô lên. Cũng mất là 10 mũ trừ 3 giây. Nó cùng tần số luôn. Rồi nhưng mà biên độ của nó chỉ có 6 thôi nha. Biên độ của nó là 6. Y0 là 6 nhân cos 2000BT. Do nó thời điểm T bằng 0 nó ở vị trí là vị trí biên này. Thấy vị trí biên không? Vị trí biên này. Đây vị trí biên. Biên âm thì chắc chắn pha ban đầu nó bằng bi và chuyển động theo chiều dương nên là trừ bi. Thì cái này trình trừ bi đi. Đấy. Nếu cộng bi cũng được không sao cả nha. Đấy. Trong trường hợp là ở vị trí là biên âm thì các em viết cộng hoặc trừ cũng được, nhưng mà để đúng về dấu á, chúng ta thấy rằng đi chuyển động theo chiều này đi, mình ghi là trừ bi cũng được hoặc là cộng bi cũng được không sao cả. Còn những vị trí khác thì các em phải chú ý ha, về chiều. Rồi vậy là ở vị trí này này là vị trí biên âm. Cái biên âm thì pha ban đầu bằng bi ha. Từ đó mình sẽ có được dao động tổng hợp Y này. Do hai dao động này vuông pha với ha. Rồi, em lấy cái này trừ cái này, hai dao động này vuông pha, nghĩa là độ lệch pha của hai dao động là bằng bi trên 2. Hai dao động vuông pha. Hai dao động này vuông pha nên suy ra cái Y0 á, Y0 tổng hợp á nó sẽ bằng căn bậc 2 của Y1 bình phương, Y01 bình phương bằng 8 bình phương cộng 6 bình phương bằng 10. Đó, làm việc. Đây chính là cái Y0 tổng hợp. Từ đó em tìm được Q0 lớn nhất chính là Q0 bằng Y0 omega. Q0 thì bằng Y0 nhân omega. Thay vào 2000B nhân omega nhân cho Y0 là 10. Vậy là 20.000B. 20.000B. Điện tích là Coulomb nha. Rồi xong. Câu 32. Trong thí nghiệm giao thoa, ánh sáng nguồn S phát ra bức xạ lambda. Màn quan sát cách hai khe, một khoảng là D, khoảng cách giữa hai khe là A. Và hai khe này có thể thay đổi, nhưng S1, S2 luôn cách đều. Nhưng S1 và S2 luôn cách đều S. Nha.
Nghĩa là khoảng cách giữa hai khe đến nguồn S là luôn luôn là phải không đổi, cách đều chứ, làm cách đều dù mình thay đổi cỡ nào nó cách đều. Giống như là chúng ta có nguồn S ở đây và hai cái khe ở đây thì chúng ta chỉ phóng ra thu nhỏ cái hai khe thôi, nên nó luôn luôn cách đều với nguồn S này. Giống như ta sẽ cân cái xét một cái điểm M trên một cái màn giao thoa, đây là quang trung tâm ở đây, điểm M ở đó không biết. Lúc đầu là vân sáng bậc 4, lúc ban đầu là vân sáng bậc 4. Nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách S1, S2, nghĩa là mình thay đổi cái khoảng cách giữa hai khe á, một lượng delta A thì đó là vân sáng bậc K và vân sáng bậc 3K. Vậy nếu tăng khoảng cách S1, S2 thêm 2 lần delta A thì tại M là vân vân sáng bậc mấy? Nghĩa là mình sẽ tìm tại M là một vị trí nào. Thì các em biết rằng cái tọa độ XM á, được tính bằng K nhân lambda D chia A. Rõ ràng cái tọa độ này nó tỷ lệ nghịch với cái A này. Để cái này không đổi, rõ ràng ứng với vân sáng bậc K thì sẽ có này, ứng với vân sáng bậc K. Nếu tại M là vân sáng bậc K thì mình sẽ tăng hay giảm delta A đây. Thì ta có XM nó bằng K nhân lambda D chia cho, nếu mình chia cho A là phải là một phân số bậc 4 nha. Này xét tại điểm M này, lúc đầu thì phân số bậc 4 nhưng mà ở đây là mình tăng hoặc giảm delta A rồi. K thì ở này sẽ giảm hay tăng đây, K này sẽ nhỏ hơn 3K thì bắt buộc cái mẫu nó phải nhỏ hơn. Để cho cái XM không đổi, K tăng thì mẫu tử tăng thì mẫu tăng, do đó dưới này thầy ghi thành A trừ cho delta A. Đó là ứng với trường hợp là giảm thì ứng với bậc K. Còn tiếp theo XM nếu mà nó bằng 3K đó thì lambda D chia cho, rõ ràng là tử tăng thì mẫu phải tăng, nghĩa là A cộng delta A. Đó, nghĩa là khi mình thay đổi một lượng delta A đó thì ứng với phân sáng bậc K hoặc là 3K thì nó tại vị trí XM. Từ đây hai cái này nó bằng nhau, mình suy ra, mình khử đi. K nhân lambda D chia cho A trừ delta A bằng 3K lambda D chia cho A cộng delta A. Thì khử lambda D này, khử K này. Từ đây mình sẽ có 1 chia cái này bằng 3 chia cái này. Nhân chéo lên đây là A cộng delta A bằng 3 lần A trừ delta A. A cộng delta A sẽ bằng 3A trừ 3 delta A. Chuyển qua đây thì thầy có 2A bên này, chuyển qua đây thành 4 delta A. Từ đó suy ra A nó sẽ bằng gì? Delta A nó sẽ bằng là A nó bằng 2 lần delta A. Đây, mình đã tìm được A bằng 2 lần delta A rồi. Từ đó mình sẽ áp dụng theo điều kiện bài toán là cần tính khi mình tăng thêm 2 lần delta A thì là bao nhiêu. Vậy thầy có là XM phải lúc này thì tại M là con sáng bậc mấy ha, bằng tại M không đổi, XM sẽ bằng thể đặt ở K phải nhân cho lambda D chia cho A cộng tăng thêm nha, 2 delta A. Đấy, nghĩa là mình tìm ở tại lúc lúc này mình thay đổi khoảng cách với hai khe thêm một lượng 2 lần delta A đó, thì cái lúc này điểm M này này, tại vị trí M trên trên vân cơ thoi này, trên màn cơ thoi này, nó là vân sáng bậc mấy ha, với điều kiện là mình sẽ có là ban đầu XM nó bằng 4 nhân lambda D chia cho A. Đây lúc đầu này là vân sáng bậc 4 này. Rồi đến đây mình sẽ giải cái này ra, cho hai cái này bằng nhau này, tương đương K nhân lambda D chia cho A cộng 2 delta A bằng 4 lambda D chia A. Các em thử đi, K phẩy. Từ đó mình sẽ suy ra K phẩy sẽ bằng gì? Nhân chéo lên nha. Hai phiên thử rồi mình nhân chéo lên đây sẽ là 4 lần A cộng 2 delta A chia A. Do đề bài A là bằng 2 lần delta A,
Giờ rõ ràng chỗ này 2 delta A cộng 2 là 4 delta A. Chia cho A. Chia cho 2 delta A nhé. Tại vì cái A nhỏ bằng 2 lần delta A này. Mình thử đi. 4 chia 2 được 2, 2 nhân 4 là 8. 8. Vậy tại điểm M là vân sáng bậc 8, tại vì K là một số nguyên. Ha, lúc này M là vân sáng bậc 8. Chia cho các em. Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái bài thi này. Thì cảm ơn các em theo dõi video này nhé. Thân mến, chào các em.